Theo thì theo cái khối mày đó đi. Khối mày đi gần hai cái con quá nha. Vâng cái này. Bạn ấy có được thì hãy nhận theo. Thì có. Chào bạn đeo vào cái này hả? Ừ. Có mà. Cho nó chút thằng lên chơi nha. Phải hai bài anh vậy. Anh thấy nó to rồi, chết rồi. Má đi bật tư rồi, à, hai bài má. Chơi có hai bài nào. Đó. Mày xong chưa? Rồi. Rồi anh. Mày xong mày dư rồi. Có gì kế mày không? Không biết á. Bắt đầu phía cầm á. Ok ok. Thank you.
Xong á? Xong rồi. Làm nhanh vậy? Từ từ thôi chứ. À đù mà. Nhanh cũng nói cho mày. Để cho nó xả ra mùi keo rồi đấy. Giờ nó không nóng rồi đâu. Okay. Muốn mình hơn không? Em chỉ nhiều. em chỉ mới để tầm vừa thôi. Tầm vừa thôi. Hiểu không? Tức là em chỉ mới. Ok rồi đó. Em thử mở thêm một vò trong nhà để không viên ở không sao. Mình không? À, trong cái đường ống của anh đồ đang dơ á, anh cứ xả cho nó ra sạch hết đi đó nha. Bây giờ đủ xài, em chỉ anh muốn tăng giảm máy thì ở đây này. Kêu vậy thôi á. Anh đóng sao anh không lắp cái trên này luôn cho em cái. Không được, vướng cái cửa. Cái máy nó dài hơn nếu đều đóng cái cửa vào đây không có được. Cho em qua thử. Ừ. Như vậy là gò na mở cửa vô mở cửa ra được mà đúng không? Nhưng mà nó cứ kêu thế này thôi anh. Ờ, anh muốn kêu to hơn hay sao? Không, nghĩ là nhỏ hơn đi chứ. Nhỏ hơn hả? Tối đa rồi, máy này nó kêu như vậy là nhỏ nhất rồi đó. Dạ, anh hướng dẫn em xài. Ừ, ở đây thì nó dễ lắm. Ừ, có hai nút này này. Thì nếu mà anh thấy 20 không? Ừ. Ví dụ anh muốn lên nó mà lên á thì tăng lên đúng không? Thì ừ. Nó sẽ đẩy cái lượng nước đi nhiều hơn. Ừ. Đúng không? Còn em để trên 20 thôi. 20 tức là một nửa thôi hiểu không? Ừ. Tức là 2 kg á. Tại vì tăng lên maximum nó là 35, 3,5 kg đúng không? Còn nó như vậy thôi. Teo tôi hòa được lại cho tắt cái teo. Teo ơi. Ôi. Em khoảng được lại hệ đi cho mày tắt lên cái. Chờ nó khóa lại nó tắt lên khóa rồi. Khóa cái này là tắt liền đúng không? Nó sẽ chạy nhẹ nhàng tắt từ hiểu không? À. Đó, nó tắt nhẹ xuống. Nó ok không? Nó ok đó nhưng rồi. Mà nếu mà ví dụ như mà bồn cầu mình á mình bấm cái là nó cũng nó là... máy chạy nhẹ xíu à. Nó à. Không có chạy ồn nào hay gì đó. Tại vì nó biết tại ví dụ trong bồn cầu là nó nhỏ đúng không? À. Thì khi mình xả bồn cầu á là cái máy nó chạy nhẹ nhàng xíu thôi. Anh chị... xả thử với em. Bấm ra, Téo ơi. Téo ơi. Bấm cái thằng này, em bấm. Nói đó anh, xả rồi đó. Rồi bắt đầu nó chạy. Ừ, nó đầy vô một xíu. Ừ, còn mấy cái này thì à, mấy cái báo lỗi như vậy nếu mà có thì cái này á, là máy nó chạy nóng quá nè. Ừ. Nó không có nước á, không phải không có nước đâu mà là máy nó bị lỗi á là nó báo vào đây. Ừ. Còn đây là nhiệt độ nóng quá nó sẽ ngắt bơm thì nó sẽ báo cái đèn này sáng. Cái chỗ này là không có nước, chỗ này mà sáng lên là trong đường ống không có nước. Ừ. À, còn cái này là điện nó cứ chập chờn tắt mở á, thì nó báo vào đây. À. Đó, nó có vậy thôi. Mức 20 là mức thử rồi. 20 là xài thoải mái rồi. Ừ. Được.